Các bạn đang quay trở lại với SNews, đăng ký kênh để nắm bắt được những tin tức hot nhất có trong ngày. Một thảm họa khi mua hàng online vừa diễn ra. Sau khi vị khách này nhận được hàng thì đã đăng lên mạng xã hội, khiến cư dân mạng được một fan cười vỡ bụng. Một tình huống mua hàng online được một cư dân mạng vừa chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Cụ thể thì người mua hàng này đã thấy một chú gấu pu rất đáng yêu, được may bằng vải mềm không có lông, có gương mặt tươi tắn với khuôn miệng khẽ mỉm cười rất ngộ nghĩnh. Vì quá thích chú gấu này nên vị khách đã quyết định chọn mua trên một trang web online. Thế nhưng quả thật thì đời không như là mơ, khi nhận về tay chú gấu pu này thì vị khách đã thật sự choáng váng bởi hình dạng của nó khác xa với hình ảnh trên trang web. Không chỉ là chất liệu vải khác nhau mà mặt của chú gấu này cũng khác hẳn so với những chú gấu pu thông thường. Bởi chú gấu này có một cái miệng toàn răng, nhe ra và há to, rất khó để phân biệt là đang cười vui vẻ hay đang gào thét dọa người. Chung quy thì đây chính là một chú gấu pu càng nhìn càng thấy kinh dị và mất đi hoàn toàn sự dễ thương ngộ nghĩnh vốn có của gấu pu. Sau khi khổ chủ đăng tải sự việc trớ trêu này lên mạng xã hội thì đã nhận được hơn 12.000 lượt like và hàng ngàn chia sẻ cũng như bình luận như sau. Kinh hãi, trần đời chưa thấy con gấu nào xấu như thế này. Bán hàng không có tâm gì cả. Tự hỏi chủ hàng này ngày ngày phải đối diện với một lô một lớp con gấu mặt như thế này thì có bị khủng hoảng tâm lý hay không? Tưởng cười không ngậm được mồm chỉ có trong truyền thuyết, chứ hóa ra cũng ra cả đời thực rồi này. Con gấu này cười xấu đau xấu đớn. Mong rằng những trường hợp treo đầu dê bán thịt chó như thế này sẽ không còn nữa, để khách hàng vẫn có thể tin tưởng vào mua bán online. Chúng mình là SNews, đừng quên like, share, subscribe để cập nhật thông tin một cách nhanh nhất.